SOD là một enzyme chống oxy hóa cực mạnh trong cơ thể chúng ta luôn luôn phải có. Nếu không thì chúng ta không sống nổi. Quá trình oxy hóa thì luôn luôn xảy ra trong cơ thể. Nếu không có oxy hóa thì không có các chất, đúng không ạ? Đấy là quá trình chuyển hóa từ chất này sang chất khác. Vì thế nên nó luôn luôn xảy ra trong quá trình chuyển hóa đường, đạm, mỡ hay là chuyển hóa năng lượng của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta làm nhà máy lớn cho nên luôn luôn phải có cái quá trình đấy. Mà có cho quá trình đấy chúng ta mới lớn lên. Nhưng ngược lại nó cũng là gì? Nó cũng là cái chất độc đối với chúng ta, bởi vì có cái rất là cần thiết. Nhưng thường thường là các sản phẩm bị oxy hóa thì rất là độc hại, đúng không ạ? Và đây trong quá trình đấy nó sinh ra đây là các sản phẩm đều là những cái chất độc. Và những cái chất độc này nếu như làm sao không được chống nó thì làm sao từng giây chúng ta đã có gì hàng ngàn những cái gốc này nó sinh ra thì chúng ta chết luôn trong những tháng đầu. Vì thế nên chúng ta phải có SOD nội sinh và một loạt các cái thành phần chống lại chúng nữa. Cho nên là cứ ra bao nhiêu thì các thành phần này nó giống như dọn rác, dọn độc trong cơ thể chúng ta luôn luôn nó thải đi, đúng không ạ? Và đương nhiên là chúng ta luôn luôn bị thiếu những thứ đó. Đấy. SOD là một thành phần gì? Là một enzyme nội sinh có vai trò sửa chữa và làm giảm các thiệt hại gây ra do gì ở các gốc tự do, đúng không ạ? Do các sản phẩm phụ của các phản ứng trong cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Và nó thúc đẩy đại thực bào giải phóng các cytokine chống viêm. À thế thì biết được rằng các cytokine chống viêm cũng có mà các cytokine gây viêm cũng có anh chị nhé. Thì SOD nó là một cái sản phẩm mà gì dọn các cái hậu quả của quá trình viêm. Quá trình viêm phải xảy ra bởi vì sao ạ? Quá trình viêm xảy ra khi có tế bào lạ, khi có virus các anh chị nhé, hay hạt bụi nào đó xâm nhập vào cơ thể thì quá trình viêm phải xảy ra. Đấy là quá trình rất là cần thiết, đúng không ạ? Bởi vì sao? Các thực bào, các kháng thể vân vân bao bọc lấy và gì tiêu diệt tế bào lạ, đúng không ạ? Thì nó xảy ra viêm. Đấy là quá trình tốt. Nhưng nếu nó quá mức thì sẽ nguy hiểm. Ví dụ quá mức gây gì viêm VA, bởi vì do lúc ấy là gì tế bào bạch cầu chết rất là nhiều vân 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 và gì rất nhiều sản phẩm độc cho nên làm thối cả gì các mô, cho nên là sốt đau rồi thậm chí viêm họng, viêm VA mủ mũi rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi viêm phổi, đấy là quá trình viêm quá mức các anh chị nhé. Thì SOD chính là một cái sản phẩm mà nó thúc đẩy đại thực bào giải phóng các gì cytokine chống cái quá trình viêm đấy, tức là nó điều tiết lại giảm cái quá trình viêm, đừng có quá mức các anh chị nhé. Đấy. Và một điều nữa là gì, nó luôn luôn chuyển cái sản phẩm oxy hóa là những cái chất đặc biệt nguy hại xảy ra trong quá trình chuyển hóa các chất kia, đúng không ạ? Thành một chất oxy già, đây tôi cứ gọi là oxy già. Hydrogen peroxide ít nguy hại hơn, đúng không ạ? Hơn đối với cơ thể. Nhưng khi cái này vừa với bao nhiêu phân tử vừa xảy ra lập tức thì ngay trong gì một phần triệu giây thôi, oxy già này đã gì ngay lập tức được enzyme catalase của chúng ta thủy phân ngay thành nước và oxy các anh chị nhé. Đấy, chính vì thế nên cơ thể chúng ta mới được bảo toàn. Và đây là vai trò của SOD cũng như là gì catalase. Và catalase cũng là một thành phần có ở trong ngưu trương chi của chúng ta. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể thiếu SOD, đúng không ạ? Nếu mà thiếu thì đương nhiên là sao ạ? Ngay lập tức sẽ hư hại từ các mô, đúng không ạ? Và hư hại các thành phần tế bào rồi. Cho nên chúng ta làm sao? Đặc biệt nó gây tổn thương ADN, đúng không ạ? Vì vậy xem sao? Hỏng gen của chúng ta. Và đương nhiên như thế thì chúng ta thì sinh ra rất là nhiều căn bệnh. Ví dụ bệnh mãn tính, đấy là chuyện bình thường. Nhưng gì? Bệnh ung thư, đó là khi mà một tế bào đã hỏng được cái ADN của nó biến thành gì? Tế bào lạ, anh chị nhé. Và đây là những cái hậu quả khi thiếu SOD, đúng không ạ? Là gây ra các bệnh mãn tính như vậy. SOD cũng là một thành phần vô cùng quan trọng, chống oxy hóa cực kỳ quan trọng trong cơ thể và thải độc cực kỳ quan trọng. Nên nó đã được gì sản xuất thành thuốc nguyên chất luôn ở trong dược phẩm được sử dụng nó, đúng không ạ? Người ta tiêm này, dùng bôi ngoài da này, rồi làm đắp mặt nạ này, rồi thì tiêm thẳng vào khớp này rất là nhiều. Và đặc biệt SOD này thải độc, nó dùng trong cái điều trị ngộ độc paraquat rất là hiệu quả anh chị. Ngộ độc paraquat tức là ngộ độc thuốc trừ sâu anh ạ. Nếu không có SOD này thì làm sao người bệnh khá là khó cứu đấy. Nếu như là đây là một cái thành phần vô cùng quan trọng và hết sức hiệu quả để thải độc paraquat. Và nó được sử dụng về các vấn đề về phổi ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là gì ạ, các vấn đề ở không có màng trong, bệnh màng trong của trẻ sơ sinh chính là nó. Vậy thì một lần nữa để chúng ta biết được rằng cái ngưu trương chi nghệ của chúng ta vô cùng tốt đối với bệnh phổi. Và một đặc biệt nữa là gì, nó thải xạ trị rất là tốt, thải độc rất là tốt, và nó tăng cái tỷ lệ, và nó còn được sử dụng trong gì ạ, trong cấy ghép nội tạng.
bởi nó điều tiết miễn dịch, quá trình viêm xảy ra này, quá trình thải ghép xảy ra thì nó gì, nó kích hoạt sản xuất cái cytokine chống viêm và chống thải ghép, nó điều tiết được miễn dịch. Đây chính là một thành phần mà điều biến miễn dịch rất là tốt, thậm chí nó gây lành vết thương rất là nhanh, thậm chí mà người ta còn nhỏ vào vết rách, nhỏ trực tiếp vào vết rách ở giác mạc mà còn lành được. Các anh chị biết được là tác dụng của SOD này vô cùng quan trọng.